Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc truyện bên thầy. Mẫu chuyện số 1. Qua 5G. Vào khoảng mùa xuân năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy bị người Pháp an trí tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Họ kiểm soát quá gắt gao, không cho tín đồ lui tới viếng thăm Ngài. Duy chỉ có Đức Ông, Hương Chủ Cư và một vài tín đồ khác cứ mỗi tuần vào chiều thứ bảy mới được vào thăm trong vòng vài tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó một thời gian, Đức Thầy cảm hóa được y sĩ Trần Văn Tâm, vị cai quản bệnh viện này, và thâu phục được anh gác cửa bằng cách là dùng chai nước lạnh để trị bệnh mù mắt cho mẹ anh được sáng lại. Nhờ vậy mà từ đó anh em tín đồ đến thăm Đức Thầy mới được dễ dàng. Một hôm, ông chủ cưu đang tiếp chuyện với một ít đồng đạo tại cửa, còn Đức Thầy thì nằm nghỉ nơi gian phòng phía trong. Bấy giờ, quý vị ấy cùng ông chủ cưu bàn qua việc tu hành. Lần lượt họ đưa ra hai câu giảng. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tanh biết ai hữu chi. Rồi họ hỏi ông chủ hai câu ấy ý nghĩa như thế nào. Ông chủ giải thích cho quý vị ấy nghe và nói hơi lớn tiếng. Nếu đến mùa hè năm dê mà không có chuyện gì hết thì tôi không tu nữa. Bỗng Đức Thầy bước đến lưng ông chủ, vỗ vai ông mà nói. Sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cuộc là thời cuộc, chứ đâu phải vì thời cuộc mà mình mới tu. Tiếng chuông cảnh tỉnh ấy làm cho ông chủ giật mình và rất hối tiếc vì lời mình đã nói ra. Viết theo lời ông, Lâm Thơ Cưu. Phụ bàn: đang sống trong cảnh khổ đau khắc nghiệt, ai cũng muốn sống qua thời gian ấy để được hưởng sự thái bình, an lạc. Đó là ý niệm chung của xã hội loài người. Đức Thầy cũng nói rõ tâm trạng ấy của chúng sanh trong một đoạn giảng. Thấy trần thế cũng ước đời sao không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Nhưng đối với người tu hành thì phải có ý niệm sâu xa hơn. Bởi lẽ nếu vì sự khổ nhất thời hoặc vì thiên cơ thời cuộc mới tu thì sự tu ấy chỉ tu qua chuông khổ mà thôi, chớ chưa sao đạt được mục đích. Cho nên trong lúc ông chủ nói lên lời quả quyết để tăng đức tin cho hai đồng đạo kia thì Đức Thầy lại dùng phương tiện mở rộng tầm kiến thức cho tín đồ. Sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cuộc là thời cuộc, chứ đâu phải vì thời cuộc mà mình mới tu. Đức Thầy khi cũng có lần
nói với ông Hương Hào Phỉ rằng: "Thiên cơ không nên bàn, vì bàn sẽ có tội. Bàn trật đã có tội rồi, mà bàn trúng cũng có lỗi nữa." Qua lời chỉ giáo của Đức Thầy, chúng ta thiết nghĩ nó thâm thúy làm sao? Bởi mục đích của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo không những chỉ dạy cho người tu gây phúc lợi riêng cho mình, mà phải tu chung cho vạn loại, mà cũng không chỉ giải khổ cho thời gian hữu hạn, mà phải giải thoát vĩnh cửu. Cứ theo định luật nhân quả thì lúc sung sướng thường là gây giống cho thời khổ đau. Còn thời khổ đau nếu biết thức tỉnh thì là nguyên nhân cho ngài an lạc. Nên hễ còn là một chúng sanh trong cõi trần gian, tất còn chịu dưới định luật chả dai của vui và khổ. Phi trừ các bậc Bồ Tát Bổ Sứ mới không còn bị ràng buộc bởi nghiệp chướng xéo dài. Trong bài Trong Việc Tu Thân Xử Kỵ, Đức Thầy có dạy: các người nên hiểu biết phận sự của con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình. Cho nên người đã quy y đầu Phật, gặp thời tao loạn cũng tu, mà gặp lúc thái bình cũng vẫn tu. Tu cho đến khi nào vẹn toàn bổn phận của một con người và kiến diện chân tánh mới gọi là đạt được mục đích. Tu đền thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện Chân Lý Vô Cùng. Ông Lê Minh Đường trước quê ở Kiến Phong, sau di cư về Kiến An Chợ Mới. Năm Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng nền đạo, thân mẫu ông đã phát tâm quy y thọ giáo với ngài. Có một hôm, thân mẫu ông bảo ông đến nghe Đức Huỳnh giáo chủ dạy đạo lý. Bà khen ngài dạy hay lắm. Nhưng ông Đường không trả lời điều chi, vì còn dè dặt suy nghĩ. Mãi đến mùa xuân Canh Thìn, ông Đường mới cùng một người bạn đạo đến tổ đình viếng Đức Huỳnh giáo chủ cho biết. Khi đến nơi khoảng 9 giờ sớm mai, bấy giờ cũng có tín hữu các nơi đến viếng độ dài mươi. Lúc đó Đức Huỳnh giáo chủ đang chứng cho 5 người bán lá ở Cà Mau bỏ rượu và á phiện, cùng lúc quy y thọ giáo. Nơi bàn phía trước, ông Năm Hiệu đang chép bài nguyện cho những người mới quy y và thuật lại các phiên Đức Huỳnh giáo chủ đã thuyết giảng. Sau đó ông Đường gặp ông Cả Đô, hai người cùng nhau trò chuyện một hồi. Chợt ông Cả Đô thấy Đức Huỳnh giáo chủ đi đến, liền đứng dậy hỏi: "Thưa thầy, bữa nay sao thầy không giảng?" "Vì có lính kính rình." Trả lời xong, Đức Huỳnh giáo chủ trở lại chiếc ghế dài phía trong, đặt lưng nằm, làm ông Lê Minh Đường không còn hy vọng nghe giảng. Ông cố ý hỏi Đức Huỳnh giáo chủ một vài điều mà còn ngại gì xưng hô. Vì chưa quy y nên không thể gọi bằng thầy. Sau đó ông nghĩ
kêu bằng ông đạo đúng hơn, vì Đức Huỳnh giáo chủ hay giảng đạo. Hết sự suy nghĩ, ông Đường bước đến bên cạnh Đức Thầy hỏi: Thưa ông, tôi muốn tu, không biết chân lý đi đến đâu? Đức Huỳnh giáo chủ ngồi dậy và đứng lên rất lẹ, vỗ vai ông Đường và nói: Chân lý có một thôi ông à. Khi Đức Huỳnh giáo chủ trả lời xong, ông Đường và ngài đến chiếc bàn đặt giữa nhà. Đức Huỳnh giáo chủ ngồi vào chiếc ghế đai thứ năm. Ông Đường đứng kế bên hỏi tiếp: Thưa ông, đành rằng chân lý có một, nhưng đi đến đâu là cùng? Đức giáo chủ đáp lại một cách quả quyết: Tôi nói chân lý có một, không có hai, mà nó không cùng. Lúc đó có nhiều người trách ông Đường sao hỏi cái gì kỳ cục vậy. Riêng ông Đường thì lấy làm thỏa mãn, không hỏi nữa. Ông mới xin giáo chủ cho một bài thi để suy gẫm. Đức Huỳnh giáo chủ liền lấy miếng giấy trên tay ông Đường, và ông Đường trao cây viết cho Đức Huỳnh giáo chủ. Khi viết, ông Đường để ý không thấy Đức Thầy có vẻ suy nghĩ hay ngưng bút. Ngài viết một mạch xong bốn câu thi: Phong dân kỳ nộ á thiên tòng, nhuệ khí tam tư tan kiên dông, hồ bi thanh sự nê hồng nhàn, ta giả quy điều diện tự công. Đức giáo chủ viết xong trao cho ông Đường, bảo về bàn và đưa thêm một bài nguyện quy y, dặn để xem đó mà tu hành, viết theo lời ông Lê Minh Đường. Phụ bàn. Đọc qua mẫu chuyện ông Đường hỏi Đức Thầy về chân lý, chúng ta thấy đó là một điều cần thiết. Xưa nay, dù ở phái duy tâm hay duy vật, người ta đều cố tìm ra chân lý. Nên có người tìm chân lý bằng cách dung tiền ra, kẻ thì phí sức lên non cao, xuống rừng thẳm để tìm chân lý, rốt cuộc phần đông cũng luống công. Thật ra muốn thấy được hay hiểu được, không phải phí sức hoặc dung tiền ra hay dụng ý phàm phu mà hiểu được. Muốn gặp chân lý hay hiểu được chân lý là phải ráng tu hành làm sao cho có trí huệ mới mong đạt được chân lý. Bởi tất cả kinh văn pháp giáo ví như ngón tay để chỉ mặt trăng, nhưng nếu ai chấp ngón tay là trăng thì rất sai lầm. Còn người hành đạo cứ chấp vào văn tự hoặc cái thế trí biện thông của mình thì không bao giờ thấu đạt chân lý. Giả lại, đại chúng sanh vì lòng mê mờ không nhận được sự thật của vạn pháp, nên mới có sự thiên chấp, cho giả là thật, cho thật là giả, rồi dẫn đến chỗ bất hòa. Cũng như câu chuyện năm người mù rờ một con voi. Người thứ nhất rờ đụng cái dồi, cho con voi như cái dồi hút nước.
Người thứ nhì rờ đụng lỗ tai cho con voi như cây quạt. Người thứ ba rờ đụng ống chân cho con voi như cây cột. Người thứ tư rờ đụng cái bụng cho con voi như cái chóng chầu. Người thứ năm rờ đụng cái đuôi cho con voi như cây chổi quét nhà. Năm người mù rờ voi rồi tả theo sự hiểu biết của mình. Không ai giống ai, do đó mới có chỗ tranh chấp cãi lẫy với nhau. Chớ chi năm người mù được sáng mắt, trông thấy toàn diện con voi thì không khi nào thiên chấp lệch lạc. Người đời cũng thế, bởi bị các thị dục lôi kéo vào danh lợi tình, làm cho trí tuệ mê mờ, không nhận được đường ngay nẻo thẳng, nên không thấy rõ chân lý. Vậy để thấu đạt chân lý vô cùng, chúng ta cần phải chọn một phương pháp tu hành như bát chánh đạo, phá ngũ uẩn, diệt lục căn lục trần, hoặc chuyên trì niệm Phật vân vân. Trí tuệ tất được phát khai, chừng đó tâm trí không còn bị chướng ngại ngăn che, lại sáng tỏ như trăng rằm, thấy được sự thật của vũ trụ và vạn vật. Đó là đạt được chân lý. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Cho nên người tu đến khi nào diệt hết vô minh chướng ngại, chừng ấy mới đạt được chân lý, mới thấu hiểu chân lý là vô cùng hay hữu cùng. Để dung hòa xử lý cho nhà tu dễ thấu đạt, xưa kia ngài Phụ Đà Mật Đa có thuyết bài kệ: chân lý vốn không tên, nhân tên rõ chân lý, thọ được pháp chân thật, chẳng chân cũng chẳng ngụy. Ngày nay Đức Thầy khuyên: nương theo đuốc huệ tâm chân lý, lòng tiếng từ bi diệt dục lòng, hoặc là diệu quyền chân lý nói đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện tà đạo. Thuở ấy nhà đương cuộc pháp thấy cuộc đô hộ Việt Nam bắt đầu suy yếu, nên muốn dời Đức Thầy sang Lào. Nhưng chưa kịp xuống tay thì đêm mùng 2 rạng mùng 3 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 1942, viên đội Kimura dùng xe hơi rước Đức Thầy về Sài Gòn, ở tại phòng thương mại, sau đổi qua căn nhà số 150 đường Lê Phêu. Lúc Đức Thầy ở tại đây thì tại các tỉnh bọn mặt thám tình nghi bắt bớ tín đồ. Vì vậy Đức Thầy cho những người tín đồ nào bị pháp theo dõi đến ở với ngài. Anh em tín hữu lên Sài Gòn rất đông, sự ăn uống hàng ngày phải nhờ đồng đạo các tỉnh vận động tiếp tế.
bọn mật thám lại theo dõi bắt bớ và truy nã những nhân viên vận động tiếp tế. Thấy tình cảnh khó khăn, Đức Thầy cấm không cho tiếp tế nữa. Nhưng có một nữ tín đồ ở Cần Thơ không hay lịnh cấm, cô chở một ghe thực phẩm lên Sài Gòn. Ông Năm Lửa đem việc này trình với Đức Thầy. Đức Thầy quở: tôi đã cấm, nếu còn tiếp tế thì bọn mật thám chẳng những theo dõi biết căn cứ của mình, mà chúng còn làm hại đến những người tiếp tế nữa. Ông Năm Lửa bèn cho ông chủ cưu hay để nói vô tiếp. Độ nửa giờ sau, ông chủ đến thưa với Đức Thầy: có một tín nữ ở Cần Thơ chở ghe thực phẩm lên tiếp tế. Lúc nãy con biết Đức Thầy đã cấm, nhưng thưa Thầy, nếu Đức Thầy không nhận thì người ta phải trở về thật cũng khó cho họ lắm. Đức Thầy nói: thôi, Thầy chấp nhận ghe tiếp tế này, nhưng về sau ông phải thông báo cho các tỉnh hay không nên tiếp tế nữa, nếu còn sẽ có hại chung. Được sự chấp nhận của Đức Thầy, anh em tín hữu phân phát các vật tiếp tế lên, trong một giờ thì xong. Sáng ra, Đức Thầy kêu cô nữ tín đồ lên dặn bảo. Lúc đó, ông Lê Văn Phán đứng nép bên cánh cửa để ý coi Đức Thầy dạy cô ấy ra sao. Đức Thầy nói: cô chở ghe tiếp tế từ tỉnh đến đây đã lỡ rồi, Thầy nhận cho. Từ đây chừng nào có lệnh Thầy mới được tiếp tế, Thầy nói cho cô biết. Thầy ở đây cô biết đến viếng thăm, sau này có một thời gian Thầy vắng mặt, cô biết đâu mà tìm. Và lúc Thầy vắng mặt, có nhiều tà đạo ra đời, khi bọn chúng lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lòng. Viết theo lời ông Lê Văn Phán. Phụ bàn: chư tổ, chư sư, cho đến Đức Phật lúc tại thế đều lo lắng cho các đệ tử, thậm chí lúc các ngài sắp nhập Niết Bàn cũng đều để lại di chúc cho đệ tử thử lấy đó làm định hướng trên đường hành đạo, chánh những nguy nan. Đến khi Đức Thầy ra đời mở đạo, lúc nào ngài cũng hỗ trợ tất cả tín đồ như trường hợp nhà đương cuộc pháp tình nghi bất bớ những anh em tín đồ ở các tỉnh. Đức Thầy luôn luôn bảo trợ họ bằng cách cho tín đồ đến ở ngụ với ngài. Ngài hết sức lo lắng khuyên cô nữ tín đồ ở Cần Thơ không nên vận động tiếp tế nữa. Đức Thầy biết nếu còn tiếp tế thì bọn mật thám theo dõi bắt bớ, có hại cho những người cùng ở với Đức Thầy và cả cho những người cổ động tiếp tế. Chẳng những vậy, ngài còn dặn dò người nữ tín đồ sau này có một thời gian ngài vắng mặt, có nhiều tà đạo lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lòng phải xa vào cạm bẫy của chúng. Điều này đã có lần Đức Thầy viết lên trang giấy: các đạo tà mưu khéo âm thầm dần rang tránh kẻo lắm mà khổ, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành
xa cạm bẫy khó mong sống sót. Nhận thấy Đức Thầy lúc nào cũng hộ trì chúng ta bằng cách này hay cách khác trên bước đường hành đạo, nếu chúng ta thật lòng tin tưởng thì chắc chắn Ngài sẽ chứng giám như lời Ngài đã cho biết. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đau lai. Thật vậy, nếu là tín đồ thì phải có đức tin vững chắc mới khỏi lạc vào tà sư ngoại thuyết, đồng thời phải vâng lời Đức Tôn Sư chỉ dạy, có thế mới tiến triển trên bước đường hành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.